Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình cho các bác mẫu xe đạp địa hình đến từ thương hiệu XDF, một mang cái model là ZX007. Một mẫu xe đạp địa hình có cái màu sơn nó rất là đẹp, màu kiểu như là màu Guardian đổi màu theo chiều ánh sáng. Các bác khi từng góc nhìn thì nó sẽ đổi màu khác nhau. Mẫu sơn nó rất là đẹp. Trang bị bộ chuyển động Shimano Atus và gạt đĩa là Li Tour, xe là còn tất tật nguyên bản XDF bánh 27,5 đồ Shimano Atus. Ngoại hình của chiếc xe như các bác thấy trên hình nó còn cái độ mới nó rất là cao. Đấy, phải nói là chủ xe đi cực kỳ là giữ gìn, giữ được cái độ mới và đẹp của chiếc xe rất là tốt. Hầu như trên sơn là không có vết xước, nhỏ là đáng kể. Nước sơn rất là đẹp. Đấy, cái mức giá mà em đang bán trên kênh chỉ có là 6,2 triệu. Mà các bác đã được một chiếc xe nó đẹp và cấu hình Shimano cao như này thì nó 6,2 triệu nó vô cùng là hợp lý. Đồ còn nguyên bản ghi đông của Ford vẫn còn OKS. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe của các bác từ khoảng 1m6263, độ đứng khoảng 72-73 để nhâm đi là phù hợp. Trang bị cái bộ lip 9 tầng và 3 tầng đĩa cho chiếc xe có 27 độ khác nhau. Chuyển động của chiếc xe thì có thấy trên hình là vô cùng là mượt mà luôn. Lên xuống nhẹ nhàng êm ái. Thì giá bán của chiếc xe ngay từ đầu video em đã nói là 6,2 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chỉ hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 993. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.